Tiếp tục đến với nội dung bộ phim Đấu La Đại Lục phần 2, Tuyệt Thế Đường Môn tập 4. Hoắc Vũ Hậu đã tiến vào học viện Sử Lề Khắc và gặp người bạn cùng phòng. Cậu vô cùng bất ngờ vì dáng vẻ đẹp trai của người bạn và bày tỏ thái độ vô cùng hòa nhã. Vậy nhưng đối phương lại mặt lạnh như băng, không muốn tiếp xúc và còn đưa ra mấy cái quy định. Không được tùy tiện dẫn người về ký túc xá, không được ở trần chuồng trong ký túc xá, lúc ngủ không được ngáy to, không được quấy rầy hắn và chuyện quét dọn vệ sinh trong ký túc xá sẽ do cậu làm tất, nhưng không được đụng đến giường của hắn. Hoắc Vũ Hậu cũng lập tức tỏ thái độ, tại sao cậu phải nghe theo hắn? Vậy nhưng đối phương lại vô cùng cứng rắn, nếu không nghe thì hắn sẽ đánh cho cậu ra ngoài, không tin thì cứ thử xem. Hoắc Vũ Hậu liền không ngần ngại so tài một phen. Trước khi chiến đấu thì hai người không quên báo danh, cả hai đều không muốn đánh hạng người vô danh, hắn ta tên là Vương Đông. Cả hai nhanh chóng xuống lầu để chiến đấu, Vương Đông chủ động xông lên tấn công. Hiệp đầu tiên là đấu cận chiến so sức mạnh, cả hai dùng tay đấm chân đá so chiêu liên tục, không ai chịu nhường ai. Hoắc Vũ Hậu liên tục bị dồn vào thế khó, buộc cậu phải sử dụng đến vũ hồn linh mâu, triển khai linh hồn lực để phán đoán công kích, từ đó tranh né. Tuy nhiên, tố chất thân thể của cậu là quá yếu, không thể đối chiến trực diện được. Cho nên, đành phải sử dụng đến công pháp đường môn là quỷ ảnh mê tung để tránh né. Thân hình cậu lặng nách né tránh vô cùng mượt, sau đó thừa cơ hội phản kích. Vậy nhưng Vương Đông lại nhanh chân ngăn cản, sau đó túm tay Hoắc Vũ Hậu quật xuống đất. Cơ thể cậu đều run lên, cậu cảm thấy cứ tiếp tục thì kiểu gì cũng thua. Vậy nhưng chưa kịp suy nghĩ cách đối phó thì Vương Đông lại lao tới tấn công phủ đầu. Nam chính cố gắng phản công vậy nhưng đều bị đối thủ tránh né. Đánh đấm nãy giờ, bộ dạng của Vương Đông vẫn vô cùng thong dong, còn Hoắc Vũ Hậu thì đã gần như kiệt sức. Vậy nhưng, vẫn đứng trên lan can ra dáng không sao, kết quả là bị ngã từ lan can xuống dưới, may còn kịp bám vào bức tường. Cậu quyết định sử dụng ra hồn kỹ mà Thiên Mộng Băng Tẩm đã cho, chiêu thức có tên Linh Hồn Xung Kích. Ngay khi phát động sóng tinh thần lực, Vương Đông lập tức bị đánh cho hoa mắt chóng mặt. Hoắc Vũ Hậu thừa cơ hội này xông lên trấn áp đối thủ. Vương Đông dù rất không phục, vậy nhưng cậu ta lại đang đè lên người mình nên phải nhận thua. Cậu cho biết nếu vừa rồi mình dùng đao thì hắn đã chết rồi. Hơn nữa năm điều mà hắn nói không phải là cậu không làm được, nhưng cũng không phải là vì bị hắn dọa mà là tôn trọng từ bạn cùng phòng. Cậu cũng biết nếu như đối phương dùng vũ hồn thì mình chắc chắn không phải đối thủ, nhưng cậu muốn hắn nhớ kỹ rằng đừng sỉ nhục mình nữa. Hành động kiên quyết này làm cho Vương Đồng cũng phải suy nghĩ. Qua ngày hôm sau, thái độ của hắn liền khác hẳn. Hắn nhắc nhở cậu hôm nay có buổi học, không mau lên lớp đi, còn ngồi đó làm gì. Vương Đông rời đi trước, còn Nam Chính thì muốn tranh thủ ít thời gian còn lại để tu luyện. Vương Đông đạp con xe đạp đi tới đâu liền hút gái tới đó. Bọn họ bị hút bởi vẻ đẹp trai của hắn, vậy nhưng đâu biết rằng người trước mặt họ lại là nữ cải nam chàng. Vừa đến nơi thì vang lên thông báo thời gian vào lớp sắp tới, yêu cầu lão sư và học sinh đến lớp đầy đủ. Hoắc Vũ Hậu hối hả chạy tới, cũng may thời gian đếm ngược vừa xong thì kịp chạy vào trong lớp. Chậm thêm một giây nữa là phải đứng ngoài rồi. Giáo viên chủ nhiệm là Chu Y, chính là người mang biệt danh lão sư quái vật. Vừa mới bước lên bục giảng đã tỏ rõ bộ mặt nghiêm khắc khiến các học sinh trong phòng căng thẳng. Bà lên tiếng giới thiệu với giọng nói đành thép. Tại lớp của bà, tất cả rác rưởi đều không thể thông qua kiểm tra. Điều bà muốn là bồi dưỡng quái vật chứ không phải kẻ ngốc. Những người từng đánh nhau trong mấy ngày báo danh thì đứng lên. Không có một ai đứng dậy, dù là vậy thì Hoắc Vũ Hậu lại tự đứng lên. Vương Đông thấy cậu đứng dậy cũng phải đứng theo. Chu Y thấy vậy cũng thất vọng, bởi vì chỉ có hai người là có can đảm dám khiêu chiến. Theo lời của bà thì cần phải có can đảm đối mặt khiêu chiến mới là cường giả. Đến đây mà không đánh nhau thì đúng là hèn nhát. Bà yêu cầu những người khác ra ngoài chạy 100 vòng quanh quảng trường. Lời này làm cho một số học viên bất mãn, Chu Y tuyên bố không chạy thì trực tiếp khai trừ. Một tên học sinh đứng lên tỏ vẻ không phục, dựa vào đâu mà không đánh nhau thì phải chạy bộ. Chu Y vẫn cứng rắn, chỉ dựa vào việc đó là lời bà nói. Nếu như không phục thì có thể cút đi. Vừa dứt lời liền bộc phát hồn hoàn trần nhiếp khiến cả đám hốt hoảng lao nhanh ra ngoài chạy bộ. Chu Y lên tiếng khen ngợi Hoắc Vũ Hậu và Vương Đồng vì có huyết tính. Bà muốn biết lý do tại sao đánh nhau. Hoắc Vũ Hậu chỉ nói rằng có mâu thuẫn chứ không kể lại nguyên nhân cụ thể. Hành động này cũng coi như là giữ mặt mũi cho Vương Đồng. Chu Y khen ngợi, đánh nhau như vậy thì càng tốt, có cạnh tranh sẽ có thể cùng tiến bộ. Vậy nhưng mà hai người vẫn không thoát khỏi kiếp chạy bộ, bởi vì trước đó đâu có nói rằng hai người không cần chạy bộ đâu. Hơn nữa giới hạn thời gian chạy 100 vòng cũng giống như những người khác. Những người khác có lẽ đã chạy được mấy chục vòng rồi, vậy mà bây giờ bà ta mới yêu cầu hai người chạy. Điều này làm cho Vương Đồng tức giận định cái lại. Vậy nhưng Hoắc Vũ Hậu đã nhanh tay kéo hắn rời đi. Mặc dù rất không can tâm, vậy nhưng cũng không còn cách nào khác. Cãi thì không thắng rồi, mà đánh thì cũng không đánh lại.
nếu muốn ở lại học viện thì chỉ còn cách nghe theo lời bà ta mà thôi. Hai người vừa chạy vừa trò chuyện, Phương Đông vô cùng thắc mắc, rốt cuộc lúc giao thủ cậu đã sử dụng chiêu thức gì? Hoắc Vũ Hạo không trả lời, nhưng mà đối phương cũng đoán ra là chiêu thức tấn công tinh thần lực. Như vậy là mình thua cũng không quá oan. Hoắc Vũ Hạo cho rằng hắn quá kiêu ngạo, không chịu sử dụng ra vũ hồn. Nếu mà dùng đến vũ hồn thì cậu chẳng có cơ hội nào cả. Lời này nghe thì giống mỉa mai, nhưng thực chất lại là một lời tầng bốc. Phương Đông khoái chí và bắt đầu khoe, tự nhận là gần như đứng đầu lứa tân sinh, chỉ có mấy người là có thể so sánh được với hắn mà thôi. Mà cậu thì chỉ có một cái hồn hoàn 10 năm, đương nhiên không phải đối thủ của hắn. Vậy nhưng không may là hắn lại vừa mới thua trong tay kẻ có hồn hoàn 10 năm. Trải qua nói chuyện, mối quan hệ giữa hai người lại thân thiết và cởi mở hơn. Toàn bộ quá trình chạy bộ đều được Chu chủ nhiệm quan sát và đánh giá. Hoắc Vũ Hạo cũng vô cùng mệt mỏi. Một canh giờ đã gần trôi qua, Hoắc Vũ Hạo đã không thể cố gắng được nữa. Đúng lúc sắp ngã xuống thì Vương Đồng đã chạy tới đỡ lại và yêu cầu cậu mau chóng vận chuyển hồn lực để cho cơ thể trở nên nhẹ hơn. Trên lưng Vương Đồng mọc ra một đôi cánh và mang cậu đi về phía trước. Đôi cánh này được gọi là Quang Minh Nữ Điệp, là vũ hồn hồ điệp đẹp nhất đại lục. Dưới sự giúp đỡ, Hoắc Vũ Hạo cuối cùng cũng về đích đúng thời gian. Chu chủ nhiệm đọc tên 9 người bị loại khỏi học viện, bọn họ nghe vậy lập tức yêu cầu lời giải thích. Hóa ra là những người bị loại đã chơi gian lận. Lúc bài chưa đến quảng trường để quan sát thì bọn họ đã lén bỏ qua 2 vòng. Tên học sinh vẫn ngoan cố cho rằng không thể vì thế mà đuổi mình ra khỏi học viện được. Chu chủ nhiệm cho biết sự lệ khác học viện bồi dưỡng chính là quái vật, đầu sĩ chứ không phải là hạng người tầm thường biết khôn lỏi, lợi dụng. Có thực lực nhưng không có tâm tính chính trực thì sau khi bồi dưỡng thành tài cũng sẽ chỉ mang tới tai họa cho quốc gia chứ không phải là sự trợ giúp. Nếu không phục thì cứ đến phòng giáo vụ tố cáo. Hắn ta nghe vậy, liền quay sang tố cáo Hoắc Vũ Hạo là người được người khác giúp đỡ mới chạy xong, tại sao không bị đuổi. Bà ta lại cho biết, trước đó mình hoàn toàn không nói là không cho phép giúp đỡ nhau. Thế là tên kia không thể nói được gì nữa, đành phải gói đồ đạc đi ra khỏi học viện. Những người khác thì quay trở về lớp. Hoắc Vũ Hạo không quên cảm ơn Vương Đồng vì đã giúp đỡ. Trở về lớp, Chu chủ nhiệm liền yêu cầu Hoắc Vũ Hạo báo ra cấp bậc hồn lực. Cậu không ngần ngại cho biết, hồn lực của mình là cấp 11. Đám học sinh nghe xong liền khinh thường vì hồn lực cũng quá thấp rồi. Vương Đồng thì lại cảm thấy mất mặt vì thua trong tay một tên tiểu tử chỉ có 11 cấp hồn lực. Điểm sàn của sử lệ khắc học viện là 15 cấp, cho nên hắn vô cùng thắc mắc. Chu Y lên tiếng thừa nhận và cho rằng cậu là học sinh đặc biệt của học viện, nhưng đây cũng là phá lệ duy nhất của học sinh. Nếu như không thể hoàn thành nhiệm vụ học tập của học viện, thông qua kiểm tra thì sẽ vẫn bị đào thải. Những lời này làm cho Hoắc Vũ Hạo trầm tư suy nghĩ, cậu cần phải cố gắng nhiều hơn. Nhắc nhở xong thì tiết học cũng bắt đầu, buổi sáng học kiến thức, buổi chiều sẽ bắt đầu học huấn luyện thể chất. Hoắc Vũ Hạo được yêu cầu đến phòng làm việc của bà một chuyến. Xem tới đây thì tập phim đã hết rồi, cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!